20. Sao những chuyện này anh không hỏi em chứ? Đây là việc riêng của em, anh không tiện hỏi. Hơn nữa, anh sợ em hiểu nhầm, anh có mục đích gì khác. Sao có thể chứ? Tính tình của anh thế nào, em còn không rõ hay sao? Cảm ơn em. Anh vốn cho rằng Tiêu Kiếm chỉ là đố kỵ rồi gây chuyện, thật không ngờ cậu ấy lại đến nông nỗi này. Như vậy rất là nguy hiểm. Bây giờ anh biết được tính cách của anh ta rồi, anh còn muốn giúp em không? Quyết không chối từ. Nhưng anh ta sẽ tìm cách đối phó với anh đó, giống như tất cả những người muốn đối phó anh ta vậy. Anh không sợ, chỉ cần không gây ảnh hưởng gì tới em là tốt rồi. Tối qua em nghỉ cả một đêm. Đây là cách duy nhất. Chỉ là thiệt thòi cho anh rồi. Em đừng nói thế. Anh đã 40 tuổi rồi, cuối cùng cũng có vợ có con rồi, cũng thấy rất là hạnh phúc. Em là ánh sáng của anh. Hạo Nhiên. Cảm ơn anh. Chờ sóng gió qua đi, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn ngay. Em muốn làm thế nào cũng được, anh không có ý kiến. Còn nữa, em cứ yên tâm, đợi Phương Tuấn Kiệt trở về thì anh sẽ đích thân giải thích rõ ràng với cậu ấy. Tuấn Kiệt sẽ không bao giờ trở về nữa. Em nói là Tuấn Kiệt ở tiền tuyến đã hy sinh khi làm nhiệm vụ rồi. Mặc dù Tuấn Kiệt không còn nữa, em cũng quyết định thay thế anh ấy, thay thế nhà họ Tô, đòi lại công lý cho Tiêu Kiếm. Cái gì? Con sắp kết hôn rồi. Đối tượng là người thế nào? La Hạo Nhiên, bác sĩ La, em trai của Hạo Đông. Bác sĩ La, bà từng gặp qua ở bệnh viện, là một bác sĩ rất tốt. Vũ Hàm nhà chúng ta sắp kết hôn rồi, phải chúc mừng rồi. Duyên phận thật là kỳ lạ, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cũng thật là bất ngờ, là con đi chậm với thời đại, vẫn là em che giấu kỹ. Chuyện này để ở trong lòng, ai lại lấy ra mà nói chứ. Vừa mới nhận được tin buồn của Tuấn Kiệt, em có chắc là tinh thần em đã vững chắc hơn chưa? Con nói gì thế? Cũng đâu phải là con kết hôn. Bà, Hạo Nhiên đối với Khang Khang rất tốt. Anh ấy trước đó đã đề nghị chuyện kết hôn với con, con chưa đồng ý. Lần này anh ấy lại nhắc lại, con không còn lý do để từ chối, nên đồng ý rồi ạ. Bất luận nói như thế nào thì đây cũng là chuyện vui. Chúng ta cũng nên chúc mừng cho Vũ Hàm, đúng không? Bố tới rồi, bố tới rồi. Con trai. Lão phu nhân, cô hai, bác sĩ La, đừng khách sáo, mời ngồi. Mời ngồi. Bác sĩ La, chúng ta đang bàn chuyện của cháu và Vũ Hàm đây. Không biết là cháu có vinh hạnh lấy Vũ Hàm làm vợ không nữa. Bác sĩ La, cậu khách sáo rồi. Điều kiện của cậu với Vũ Hàm, vậy là có của ăn của để rồi. Có điều, tôi có một yêu cầu, hy vọng cậu có thể đồng ý. Lão phu nhân cứ nói ạ. Vũ Hàm nhà chúng tôi, mặc dù thân là ở Tô gia, nhưng con bé chưa từng được hưởng vinh hoa phú quý nào. Từ nhỏ, con bé đã phải chịu rất nhiều dày dò. Cho nên, tôi hy vọng sau khi cậu lấy con bé, có thể đối xử tử tế với con bé, yêu thương con bé. Cậu có thể đồng ý với tôi không? Điều này phu nhân cứ yên tâm, nhất định con sẽ làm được. Bác sĩ La, cảm ơn cậu.
Vũ Hàm, Vũ Hàm của chúng ta cuối cùng cũng được ông trời thương rồi. Thật tốt, thật tốt quá. Con người của anh sao lại dùng người ta lúc gặp nguy chứ? Anh không lại dùng lúc em gặp nguy, mà là nắm bắt cơ hội. Gả cho anh đi, anh sẽ thay Phương Tuấn Kiệt cho em hạnh phúc. Anh bỏ tay ra. Tôi nói cho anh biết, tôi trước đây là câu nói này, bây giờ cũng là câu nói này. Chúng ta hoàn toàn là không thể. Em thật sự không sợ làm anh tổn thương sao? Thứ anh không có được, người khác cũng đừng hòng mà có được. Vậy tôi nói cho anh biết, kết quả cuối cùng anh có được tôi chỉ là một hũ tro cốt, anh có tin không? Muốn ép tôi rút lui không dễ thế đâu. Cô ấy xem thường tiêu kiếm tôi quá rồi. Vào đi. Sao thế? Tức giận tới nỗi như thế? Không sao. Có chuyện gì thế? Vũ Hàm sắp kết hôn rồi. Em ấy muốn tôi chuyển lời tới anh, mà anh tới uống rượu mừng. Lấy ai? Bác sĩ La Hạo Nhiên. Quả nhiên là anh ta. Anh đã sớm biết Vũ Hàm và La Hạo Nhiên rồi sao? Cô thay tôi chúc phúc cho họ. Rượu mừng bỏ đi. Tôi cũng không đi. Tại sao? Miệng thì luôn nói yêu Phương Tuấn Kiệt. Thật không ngờ Tuấn Kiệt xương còn chưa lạnh, em ấy lại lấy chồng. Tôi thấy không đáng cho Tuấn Kiệt. Nào, Khang Khang, ngoan, Hạo Nhiên, Vũ Hàm, tại đây bà chúc hai đứa đầu bạc răng long, mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ. Nào, cạn đi. Con cảm ơn bà, cảm ơn bà. Anh cũng chúc phúc cho hai đứa. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Hồi nãy mẹ cũng nói rồi, cô cũng không nói nhiều nữa. Tóm lại chúc cho hai đứa con hạnh phúc. Cảm ơn cô hai, cảm ơn cô hai. Con cũng chúc phúc cho hai người. Chúc mừng mẹ gì thế? Tổ mẫu, hồi nãy bà nói gì vậy ạ? Tổ mẫu không nói cho con biết đâu. Bạc đầu. Bạc đầu à? Rồi ạ. Chúc bố mẹ hạnh phúc tới già. Khang Khang thật ngoan, thật là biết nói chuyện mà. Vậy bố cũng chúc cho Khang Khang khỏe mạnh mau lớn. Con cảm ơn bố. Chúng tôi cũng chúc phúc cho hai người. Chúc hai người ân ân ái ái, răng long bạc đầu. Sau này phải cho Khang Khang hai đứa em trai em gái đấy nhé. Con cảm ơn ạ. Vậy bà cũng. Để con. Nào bà. Tiếp theo ta kính hai vị, vì hai vợ chồng chúng nó mà làm lỡ việc kinh doanh của hai người. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn hai người. Lão phu nhân, bà đừng khách sáo như thế. Vũ Hàm có thể có một kết quả tốt như thế, chúng tôi còn gì vui hơn chứ. Đúng đấy, đúng đấy, đúng đấy. Bác gái, ý như có mắt mà không thấy Thái Sơn, có chút bất kính với người, hy vọng người rộng lượng, không chấp tiểu nhân. Ly rượu này ý như xin phép cạn trước. Chuyện gì thế? Sao ta thành hồ đồ thế này? Chính là mẹ. Không sao, chỉ là chút hiểu lầm thôi.
Ly rượu này ta cũng cạn. Anh cũng thường xuyên nghe Khang Khang nói về chú, không ngờ hai đứa lại tiến hành âm thầm như thế. Không nói nữa, lời điều ở trong ly rượu này. Lần nữa chúc mừng hai đứa. Em cảm ơn. Cảm ơn anh Chí Vĩ. Khang Khang, đứa trẻ này sao thế? Khang Khang sao thế? Khang Khang, Khang Khang, mau để thằng bé vào giường nằm. Nào nào, đi theo em. Khang Khang, thằng bé mắc bệnh gì thế? Bệnh này có truyền nhiễm không thế? Bệnh động kinh. Động kinh? Tên gì mà khó nghe vậy? Có thể đừng bất ngờ như thế được không? Mẹ tự nghĩ mà xem, Khang Khang mắc bệnh nặng như thế, lòng vũ hàm đau như thế nào? Mẹ còn chăm chọc như vậy, mẹ có thể bớt khẩu nghiệp tới đứt chút được không? Chí Vĩ, mẹ biết con không ưng mẹ, nên mỗi câu mẹ nói đều sai, đúng không? Vậy mẹ đừng nói gì hết, con đừng nói nữa. Được rồi, hai mẹ con làm cái gì thế? Chờ chút nữa, đối mặt với Vũ Hàm, không được nói gì hết. Nghe rõ chưa? Đêm lạnh, em đắp thêm chăn cho đỡ lạnh. Cảm ơn anh. Bác sĩ La. Hạo Nhiên. Lần này gây rắc rối cho anh rồi. Thật sự không gì có thể báo đáp được. Anh giúp em là vì công bằng. Tin rằng một ngày nào đó sự thật sẽ được sáng tỏ. Vậy là đủ rồi. Anh nói vậy, em thật sự không biết nói gì nữa. Anh nói xem, một người đàn ông đáng mơ ước nhanh lại lấy một người tái hôn, lại nuôi thêm đứa con của vợ. Người khác biết được sẽ cười nhạo anh đấy. Anh không quan tâm lời người ta nói như thế nào. Ngược lại anh cảm thấy em và Khang Khang là món quà ông trời ban tặng cho anh. Lẽ nào anh lại thấu cảm cho em vậy sao? Em cũng cảm thấy anh như là ông trời cố tình sắp đặt cho em, để anh tới bảo vệ em vậy. Đúng thế, cho nên em đừng có khách sáo như thế nữa. Trước mặt anh em cứ cái mặt xin lỗi như thế này thôi. Có sao? Không tin em tự mình xem đi. Có sao? Nói lấy chồng là lấy chồng. Thì ra cô ấy và Hạo Nhiên đã định rồi. Thật là ngốc mà. Đáng chết. Ngồi tù 5 năm là không quản được cái miệng của mình. Cái gì nên nói, không nên nói là nói với Vũ Hàm rồi. Nếu như hôm đó cô ấy đã cắn ngược lại ta một cái, Tô Vũ Hàm, cô cũng thật là thông minh. Gả cho La Hạo Nhiên cũng như có chỗ dựa là La Hạo Đông. Không làm được gì cô ấy nữa rồi. Không được, ta cũng phải tìm một chỗ dựa. Tìm ai đây? Cái gọi là quan gia ngõ hẹp. Vậy thì tìm cậu ta xem sao.
Khang Khang, hôm nay con có vui không? Vui không con? Dạ vui ạ. À, vậy con phải cảm ơn bố đã đưa Khang Khang ra ngoài chơi. Con cảm ơn bố, ngoan lắm. Đừng có mơ mộng hảo quyền nữa. Cuộc hôn nhân chỉ là kế nghi binh, không thể coi giả thành thật được. Mình đã lấy chồng rồi, Tiêu Kim chắc cũng hết hy vọng thôi. Chỉ cần anh ta không trả thù Tô gia, tâm ý của mình coi như cũng đáng. Chỉ khổ cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên là người tốt, nợ ân tình của anh ấy cả đời này cũng trả không hết. Mình chỉ có thể đối xử tử tế với người ta thôi. Thưa anh muốn dùng gì? Cà phê. Xin chờ một lát. Thật ra em vẫn muốn hẹn anh ra ngoài, nhưng ở nhà bận chuyện hỷ, không thể ra ngoài được. Ở nhà có chuyện hỷ, cũng không mời anh uống ly rượu chúc mừng, vì cũng không thân thiết cho lắm rồi. Anh không biết sao, Tô gia không gửi anh thiệp mừng, thì sao anh biết được chứ? Em trai anh với Vũ Hàm kết hôn rồi. Họ kết hôn rồi, không ai nói cho anh biết hết. Anh trai như bố, chuyện kết hôn là chuyện lớn như thế, Hạo Nhiên cũng không nói với anh. Có thể thấy nó không coi anh là anh trai này ra gì rồi. Còn người nó là như thế. Anh làm anh trai nó mười mấy năm rồi, sớm đã quen với cách hành sự này của nó rồi. Có điều chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc, những cái khác đều không quan trọng. Anh cũng có suy nghĩ rất thoáng. Tuy nhiên em thấy với điều kiện của Hạo Nhiên mà lấy Vũ Hàm thì đúng thật là có chút ấm ức. Tô Vũ Hàm thông minh giỏi giang, nhất định sẽ thành cánh tay đắc lực cho Hạo Nhiên. Hai đứa chúng nó ở với nhau, ngược lại anh rất tán thành. Thưa anh, cà phê của anh đây ạ. À, thực ra hôm nay em hẹn anh ra ngoài là muốn trả lại cho anh món đồ này. Đây là mua cho em mà, không thì sao anh lại viết tên của em chứ? Tại sao? Tại sao đối xử tốt với em như vậy chứ? Đây chỉ là chút thành ý của anh mà thôi. Năm đó anh không có năng lực, bây giờ những thứ này đối với anh mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đây đã vượt quá giới hạn của tình bạn rồi, em không thể nhận. Từ khi em gả cho Tô Bá Dung, anh đã đem tình cảm của mình cất giấu trong đáy lòng rồi. Đến khi gặp lại em lần nữa thì đã không thể dồn nén được nữa. Điều đó là chuyện cũ rồi. Anh vẫn giống như trước đây, tật yêu đùa vui của anh không có chút nào thay đổi. Nhưng anh nghiêm túc, bỏ lỡ em là sự nối tiếc cả đời này của anh. Anh hy vọng có cơ hội để bù đắp. Bù đắp? Anh cũng đâu có nợ em gì đâu, thì có gì để mà bù đắp không? Anh nợ em cả một tương lai. Nếu như năm đó anh có năng lực phân cao thấp với Tô Bá Dung, thì vận mệnh của em sẽ không giống như ngày hôm nay. Em biết không, sau một thời gian dài gặp lại, trong mắt của anh, ánh mắt sáng ngời của em vẫn giống như năm ấy.
đeo kim cương ở biệt thự, ra vào có người đưa đón. Đây mới chính là cuộc sống mà em đáng nên có. Tô Bá Dung đã đi rồi, hãy để cho anh chăm sóc cho em. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, anh không muốn bỏ lỡ thêm lần nữa. Em tin lời của anh nói, nhưng Mỹ là chị em tốt của em. Em không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy. Em không nói ra thì sao cô ấy biết? Cô ấy có thể không biết, nhưng em không thể làm chuyện có lỗi với lương tâm. Thôi được, vậy thì bán đi. Vậy được, đồ này em trả lại cho anh. Em là chủ sở hữu, khi mua bán vẫn cần có em phối hợp. Trước mắt cứ để ở chỗ em nhé. Được, vậy em tạm thời giữ nó. Nào ngồi đi. Thật ngại quá, ngày Vũ Hàm kết hôn tôi lại có việc, không kịp tới dự hôn lễ. Cũng không thể trách anh được. Vũ Hàm chuẩn bị khá đột ngột, cũng không có làm gì lớn. Anh gặp Vũ Hàm, nhớ giúp tôi gửi lời chúc phúc tới cô ấy. Thông suốt rồi sao? Không thông suốt thì cũng thế nào. Không có duyên phận, không thể miễn cầu. Ai mà ngờ được, người có được Vũ Hàm lại không phải là tôi, cũng không phải Phương Tuấn Kiệt. Tự nhiên trên trời rớt xuống là Hạo Nhiên. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Khi nào anh chuyển nhà đi? Đang yên ổn như vậy chuyển nhà gì chứ? Anh không biết sao, chị Gia Lệ đã mua căn biệt thự ở Sa Bình Bá. Căn đó còn to hơn, xa qua hơn căn này nhiều. Mẹ tôi lấy đâu ra tiền mà mua nhà, lại còn là biệt thự? Chắc anh nhầm rồi. Thủ tục mua bán do tôi đích thân giám sát mà. Căn biệt thự đó đích thân tôi tìm, sao có thể sai được chứ? Với lại La Tổng đã bàn giao một dạng, điều đó không thể để xảy ra chút sai sót. Mẹ tôi mua nhà liên quan gì tới La Tổng? Đúng thế, chuyện này cũng làm tôi phải suy nghĩ. Không ngờ lại có giao tình tốt như thế. Tới chuyện mua nhà lớn vậy cũng giao phó cho La Tổng. Đúng thế, tôi cũng rất là kinh ngạc. Tô Chí Vĩ, Đại tiểu thư, để tôi giới thiệu, vị này là tiểu thư của nhà họ La, An Ni. Đây là Tiêu Kiếm, giám đốc của Tiêu thị. Thì ra là La tiểu thư, hân hạnh. Chào anh. Tô Chí Vĩ, vết thương của anh đỡ hơn chưa? Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Ăn chút tổ yến này vào, sẽ mau đỡ hơn thôi. Đại tiểu thư, tôi thấy cái này hay là thôi đi, cho thì anh nhận lấy đi, dài dòng gì thế. Cảm ơn đại tiểu thư. Tôi thấy hôm nay thời tiết rất đẹp, chi bằng chúng ta lái xe đi dạo đi, thế nào? Ở nhà bí bách mấy hôm rồi, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Được, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo. Đi. Ở đây cảnh vật đẹp thật đấy. Chỉ tiếc là quên đem theo máy ảnh rồi. Đúng thế, chỉ tiếc cho anh thầy nhiếp ảnh của chúng ta đây, anh hùng đành phải trống tay rồi. Gì mà anh thầy nhiếp ảnh chứ, đây chỉ là trò chơi của những người rảnh rỗi nhiều tiền. Giờ tôi mua tặng anh một chiếc máy ảnh. Không, tôi không thể nhận. Hơn nữa, cho dù là có máy ảnh thì tôi cũng không có tâm sức ấy. Chỉ bằng không khác tôi mang máy ảnh của tôi đi, giúp La tiểu thư chụp một vài bức ảnh nhé. Nghe xem. Vậy để xem hôm khác, tâm trạng tôi tốt lên thì nói đi. Vậy tôi chờ tin tốt.
Dù sao tôi cũng chuẩn bị mua một cái máy ảnh mới. Chờ cái cũ sửa xong rồi tôi tặng cho anh nhé. Thật sự tôi không cần. Tâm ý của cô tôi xin nhận. Anh thật sự không cần. Vậy tôi vứt nó đi. Đồ của tiểu thư, cô muốn làm thế nào tôi không có ý kiến. Anh... Quý vị, con đi đâu thế? Vết thương của con vẫn chưa lành, đừng đi lại lung tung. Mẹ và bà rất lo cho con đó. Cái mình thử sao bình bá là sao ạ? Con đang nói gì thế? Con nói mẹ lấy đâu ra tiền mua biệt thự? Căn biệt thự đó là dị nhân Mỹ mua đó. Nhưng Tiêu Kiếm nói người đứng tên trên căn biệt thự là mẹ, là La Tổng trả tiền. Không phải, đó là tiền riêng của mẹ. Tình hình của gia đình bà đã cho con biết rồi. Mẹ lấy đâu ra tiền riêng chứ? Con không muốn nói chuyện với mẹ. Có chuyện gì mẹ nói với bà đi. Chí Vĩ, đúng rồi, con làm việc ở chỗ La Tổng là do mẹ sắp xếp, đúng không? Mẹ chỉ cần trả lời con là phải hay không phải. Phải. Mẹ và La Tổng là bạn bè lâu năm, cho nên sao con lại có người mẹ như mẹ chứ? Thật sự con không còn cách nào sống chung với mẹ nữa rồi. Chí Vĩ, con đừng đi. Có đi thì để cho mẹ đi. Con làm cái gì thế? Động tí là đòi bỏ nhà đi. Cũng không sợ bọn trẻ nó chê cười sao? Chí Vĩ không muốn nhìn thấy con. Đây. Chí Vĩ, chuyện quá khứ đúng thật là mẹ con có làm chuyện có lỗi với Tô Gia. Nhưng bà cũng đã tha thứ cho cô ấy rồi. Hai người là mẹ con, con không thể bỏ qua chuyện cũ được sao? Bà có biết mẹ con đã mua căn biệt thự ở Sa Bình Bá không? Đẹp và to hơn chỗ này. Nhà chúng ta nghèo thành như thế này rồi, lấy đâu ra tiền mua biệt thự nữa chứ? Tô Gia không có tiền không có nghĩa là mẹ con không có tiền. Thứ bảy có là bản lĩnh. Không thể nào. Tô Gia chúng ta vẫn luôn như thế ngày qua ngày, đến cả người hầu cũng không lấy tiền làm việc, mà nó có bản lĩnh giấu tiền mua nhà. Mẹ, mọi người hiểu nhầm con rồi. Hiểu nhầm. Vậy con thử nói xem chuyện này là thế nào. Con không thể nói. Không thể nói. Lẽ nào có chuyện gì ghê gớm tới vậy sao? Con không thẹn với lương tâm. Cô còn không thẹn với lương tâm sao? Những năm nay những chuyện cô làm có lỗi với Tô Gia còn ít hay sao? Hơn 20 năm nay cô không ngừng phạm phải sai lầm, ta cũng không ngừng tha thứ cho cô. Tới hôm nay cô lại phạm lỗi sai như thế, rốt cuộc có phải cô là người của Tô Gia không? Mẹ, con làm gì chứ? Chí Vĩ là con trai cô, nó sẽ không du quan cho cô đâu. Con biết, con đã từng làm những chuyện có lỗi. Chuyện có lỗi cũng giống như dấu ấn vậy, vĩnh viễn không xóa đi được. Nếu đã là như thế, mấy người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Con không còn gì để nói. Muốn người khác tôn trọng thì trước tiên cô phải tự tôn trọng. Lúc Chí Vĩ còn là đại thiếu gia,
Tiểu thư như thế nào, cậu ấy cũng đã gặp qua, đều không được cậu ấy xem trọng. Thật không ngờ đến cuối cùng, mọi người đều phải kinh ngạc. Cậu ấy thích một cô gái có gia thế và hoàn cảnh hoàn toàn khác với cậu ấy. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên hai người tình đầu ý hợp tới với nhau. Có điều cô gái đó xảy ra việc ngoài ý muốn, mất rồi. Chả trách anh ấy không nhắc tới chuyện tình cảm nữa. Có thể chưa gặp được đối tượng phù hợp. Anh nói xem chí vị thích người con gái như thế nào. Cái này thì không dễ nói. Tùy vào từng độ tuổi, mỗi người sẽ có cách nghĩ khác nhau. Có điều, nếu như có một cô gái phù hợp, ngược lại tôi cũng muốn giúp cậu ấy làm mối. Cảm ơn anh đưa tôi về nhà. Chuyện nhỏ thôi mà. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Được thôi. Gia Lệ, cậu muốn đi đâu? Được rồi, được rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà để cậu phải bỏ nhà đi? Không có gì. Chỉ vì vẫn không cách nào tha thứ cho mình. Nếu mình cứ ở nhà thì thằng bé sẽ không về nữa, mà bà thì lại muốn ở với cháu. Mình rời khỏi Tô gia cũng coi như là có chút lòng hiếu với bà. Con trai cậu cũng quá vô tình rồi. Mẹ con làm gì có mối thù qua đêm chứ. Nó cũng không nghĩ cậu độc thân một mình như thế này, xa nhà thì sống như thế nào. Không sao, sống to do lớn gì mình cũng đều trải qua rồi. Huống chi đây chỉ là chuyện gia đình vụn vặt. Có điều, mấu chốt bây giờ là phải tìm được chỗ ở. Tìm gì chứ? Cậu cứ sống ở đây đi. Dù sao bây giờ mình cũng ở một mình mà. Cứ xem như ở đây bầu bạn với mình đi. Chí Vĩ, vết thương sao rồi? Nhanh vậy đã tới đi làm rồi. Cháu tới là để từ chức. Sao thế? Không phải cháu đang làm rất tốt hay sao? Cháu biết cả rồi. Công việc của cháu là do mẹ cháu nhờ chú. Chuyện này liên quan gì tới mẹ của cháu? Chú cần cháu bởi vì cháu từng cứu em trai chú. Chú phải tuyên dương cháu vì tinh thần can đảm và lòng chính đạo. Thật ạ? Cháu không tin. Không phải. Chỉ là cháu cảm thấy chuyện này có chút trùng hợp. Đúng thế. Ta cũng không ngờ cháu là con trai của Gia Lệ. Nhưng không quan trọng. Chú cần là cần những người có nhân phẩm. Những ngày này thái độ của cháu rất tốt. Chú đang tìm cơ hội để đề bạt cháu. Nhưng xem ra là ta đã suy nghĩ diễn dông rồi. Bởi vì cháu muốn từ chức không làm nữa. Tính tình tham vọng, ta cũng sẽ không làm khó ai. Cảm ơn là tổng thời gian qua đã chăm sóc cho cháu. Chú có một vị trí trợ lý vô cùng đặc biệt. Không biết cháu có hứng thú không? Đương nhiên là dựa vào xuất thân gia thế trước đây của cháu, làm trợ lý cũng ở mức cho cháu rồi. Có điều nếu cháu muốn chấn chỉnh lại nghiệp gia, đầu tiên là phải học cách kinh doanh. Với kinh nghiệm và năng lực của chú, ít nhiều cũng dạy cho cháu được một chút. Nhưng còn phải xem cháu có bằng lòng học hỏi không nữa. Trợ lý đặc biệt, thật không ạ? Vậy phải cảm ơn La Tổng rồi. Nhưng chú hy vọng cháu hãy về nhà xin lỗi mẹ cháu một cách đàng hoàng, học được cách nhận sai. Đây chính là bài học đầu tiên của cháu. Mẹ cháu, bé không còn ở Tô gia nữa. Sao thế? Chuyện của mẹ con cháu đã có từ lâu rồi. Không phải một hai lời có thể nói rõ hết được. Vậy bé đi đâu rồi?
Chuyện riêng thì không nói nữa. Khi nào cháu có thể đi làm, cháu lúc nào cũng được. Tốt quá rồi. Chí Vĩ, anh có thể dạy tôi chụp ảnh được không? Trợ lý đặc biệt là phải giúp bố làm việc. Cậu ấy không có thời gian chơi với con đâu. Sau khi tăng làm cũng không được sao? Con là con gái của bố, bố không ích kỷ như thế chứ. Đừng làm loạn nữa, lên phòng đi. Chí Vĩ, giờ vết thương của cháu lành hẳn rồi tới đi làm, nhớ là phải ăn mặc chững chạc một chút. Sau này thân phận của cháu sẽ khác. Cháu biết rồi ạ. Chí Vĩ nói nghiệp cha cô. Không, là trợ lý đặc biệt của La Tổng. Cô này đã nâng cấp lên mấy tầng rồi đấy. Phải chúc mừng đàng hoàng mới được. Vậy mau chóng thu xếp đi. Tới đừng nói gì nhé, để cho anh ấy bất ngờ. Còn chưa nhận chức đã dội vàng tới chúc mừng. Như vậy anh ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ, rồi sẽ cảnh giác, không đạt được kết quả như mong muốn. Vậy thì không thú vị gì hết. Vậy phải chờ tới khi nào chứ? Cô yên tâm đi, cứ giao của tôi. Tôi thuận theo tình thế mà hành xử, tôi sẽ sắp xếp một cách thỏa đáng. Vậy được. Tôi lại không thích loại con gái ngây thơ như thế này cho lắm. Nói như thế, anh vẫn còn yêu Vũ Hàm. Yêu hay không yêu thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Cô ấy cũng lấy chồng rồi. Bản văn kiện này cần phải ký tên. Tô chủ nhiệm, hôm nay sao thế này? Sao mặc đồ như vậy chứ? Bộ đồ ông này được đó. Anh bây giờ là trợ lý đặc biệt của La Tổng. Thật sao? Chúc mừng anh nhé, Chí Vĩ. Thật đó, từ trong đáy lòng em cảm thấy mừng cho anh. Nào, anh sẽ nắm bắt cơ hội nỗ lực học tập. Rồi sẽ có một ngày, anh phải xây dựng lại bột mì Đại Phát, chấn chỉnh lại Tô gia. Có chí khí. Nếu bạn nghe được câu này của anh, không biết sẽ vui tới mức nào. Đúng rồi, việc đầu tiên là anh phải đi học cùng với La Tổng. Vậy không nói chuyện nữa, anh mau đi đi. Cố lên. Cố lên nhé. Ở đây chờ tôi. Dừng. Hàng mang tới rồi. Cậu vội vàng kêu tôi tới, rốt cuộc là cần gì? Sếp cần gấp một lô hàng penicillin. Anh có thể bán cho tôi bao nhiêu? Chỉ cần cậu có đủ tiền thì con số này không thành vấn đề. Giá cả không thành vấn đề. Khi nào có thể xuất hàng? Vậy còn phải xem khi nào cậu đặt tiền cọc. Vậy được. Có điều trước tiên tôi phải xem qua mặt hàng, rồi mới có thể quyết định. Sao hả? Lẽ nào hàng của tôi có vấn đề sao? Trước đây đều là lão Phạm làm ăn với tôi. Đột nhiên bây giờ không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Tôi không thể không đề cao cảnh giác. Thật ra, chỉ cần cậu là người trong ngành thì tự bao bì sản phẩm cũng có thể phân biệt thật giả. Vậy không được. Đây không phải đồ bình thường. Xảy ra sơ suất là dứt cả một bộ não. Cho nên vẫn mong ngài hiểu cho. Vậy được. Xem như chỗ khách hàng thân thiết, tôi sẽ phá lệ một lần.
La Tổng, tính là ở đây sao? Tôi đưa cậu tới chỉ là kiểm định một chút mặt hàng. Trứng gà sao có thể vào chung một giỏ chứ? Huống hồ đây là trứng vàng, phải đặc biệt cẩn thận mới được. Tôi cần hết số hàng trong tay của anh, quy tắc cũ. Tối nay tôi trả anh trước một nửa số tiền, đợi hàng về đủ rồi tôi sẽ trả cho anh một nửa còn lại, chốt kèo. Hàng penicillin không phải là thuốc được kiểm soát sao? La Tổng sao lại có thể...